Giới hữu trách Campuchia ở tỉnh phía đông Ratanakiri vừa trục xuất 4 người thượng Việt Nam về nước, bất chấp những phản đối của giới bảo vệ nhân quyền, nói rằng nhóm này bị phớt lờ những thỉnh cầu tìm quy chế tị nạn. Phát ngôn nhân của tỉnh, ông Myon Siniat, ngày 25 tháng 2 nói với đài VOA rằng 4 người vừa bị trục xuất là những di dân bất hợp pháp, bị phát hiện khi đang lẩn trốn trong rừng, và Campuchia có quyền gửi trả họ về nước. Người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam lâu nay tố cáo rằng họ bị đàn áp vì đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai. Ông Jay Thi, điều phối viên tổ chức bảo vệ nhân quyền Ad Hoc ở tỉnh Ratanakiri, mạnh mẽ lên án hành động trục xuất. Ít nhất 7 người khác đã bị Campuchia trục xuất hồi tháng trước sau khi bị phát hiện trốn trong rừng của tỉnh biên giới Ratanakiri. Ít nhất 13 người thượng Việt Nam đã tới được thủ đô Phnom Penh chờ được quyết định xem họ có được xét duyệt là người tị nạn hay không. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết ít nhất 4 người khác hiện đang lẫn trốn ở Phnom Penh, trong khi hàng chục người nữa vẫn còn ẩn náu trong các khu vực hẻo lánh của tỉnh Ratanakiri. Hàng ngàn người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam đã vượt biên chạy sang Campuchia trong năm 2001-2003. Nhiều người đã bị bắt đưa về nước. Một số người xin được quy chế tị nạn sang Mỹ và các nước Tây phương định cư.